Người giàu phải bỏ tiền ra để đóng phim, còn người nghèo thì hôm đéo nào cũng phải diễn. Bố thì giả tai nạn lao động do bị gà luộc đâm vào sườn, con trai thì đi đâm đít chủ tạp hóa để được mua quần áo. Đến đứa con gái bé tí cũng phải thông đồng với anh chị em để bắt cóc một bà già ngoài viện dưỡng lão, hòng đoạt tiền trợ cấp của người bà quá cố, hiện tại đang được chôn ngay trước cửa nhà. Đó là một vài trong số những thứ hay ho của Shameless, show truyền hình đời nhất về gia đình. Video này được nấu bởi content Thịnh Tu và editor, còn tôi quằn quại để có được trải nghiệm tốt nhất. Đừng bật trong bữa cơm gia đình, đây là cảnh báo, không phải thông báo. Chuyện kể về một gia đình nghèo ở khu phố Chicago, tập trung vào gia đình Galaffer. Với đầu tàu là ông bố già Frank mắc chứng nghiện rượu nặng, cùng 6 người con từ lớn đến bé. Đứa lớn thì đã ngoài 20, còn đứa nhỏ nhất thì chưa được 2 tuổi. Ngoài đứa út chưa biết nói và hay nhìn vào máy quay ra, thì năm đứa còn lại được xây dựng riêng mỗi người một bộ tính cách. Chị cả Fiona, người phải học cách làm mẹ trước khi biết làm tình, một mình nuôi nấng đàn em thơ, phải từ bỏ giấc mơ để đi mưu sinh trang trải cho gia đình. Đứa thứ hai là Lip, IQ cực cao, biết dùng sự thông minh của bản thân để kiếm tiền trong những mùa thi. Đứa thứ ba là Ian, tốt nghiệp một khóa huấn luyện quân sự, có khả năng sử dụng pháp bảo của người Mỹ một cách thuần thục và gay. Tiếp theo là Debbie, cô em gái thân thiện, mang trong mình một trái tim nhân hậu và có sở thích làm bánh cho mọi người. Cuối cùng là Cao, cậu em nghịch ngu nhất nhà. Mọi thứ Cao làm đều quái dị trong con mắt của mọi người. Đổi lại ít khi chúng ta thấy cậu bé buồn. Tôi sẽ không liệt kê thêm đứa em út Liam, không phải tại nó da đen, mà là tại nó bé quá thì biết cái gì. Sáu thuyền viên đó được dẫn dắt, đôi lúc phải vác theo xác của người cha thân yêu Frank Galaffer. Frank được biết tới là một thằng cha nát rượu, chân thì có thể đứng không vững nhưng mà cốc bia trên tay dù cho trời có sập thì vẫn không văng một giọt nào ra ngoài. Một ngày của gia đình Galaffer bắt đầu từ 7 giờ sáng bằng việc chị cả Fiona đi đánh thức những đứa em ngay trong bữa sáng hay các bữa khác trong ngày. Mọi người thoải mái nói với nhau về các loại sinh hoạt phí và tự nguyện đóng góp phần của mình. Đứa lớn thì đi làm thêm, làm bài hộ bạn học, còn đứa nhỏ ăn trộm tiền công đức của nhà thờ. Với cái mark là dark comedy hay hài kịch đen, ta dần thấy các tiêu chuẩn về đạo đức không được tuân thủ. Nó khiến sự phát triển của các nhân vật nhà nghèo này trở nên thú vị hơn. Bắt đầu với người chị cả Fiona, một người dành cả tuổi thơ của mình để trưởng thành. Cô phải nghỉ học từ sớm để kiếm tiền nuôi ăn học cho các em tại một cửa hàng bánh mì, nơi mà thi thoảng có thể lấy về bữa sáng cho mấy đứa nhỏ. Fiona luôn trưng ra bộ mặt như thể cả thế giới này mắc nợ cô. À thì cô có quyền làm điều đó, vì một ngày có 24 tiếng thì ngoài lúc ngủ và vệ sinh cá nhân ra, cô dành toàn bộ thời gian còn lại để chăm lo cho gia đình. Ai cũng biết chăm con là vất vả. Vậy mà một cô gái lớn lên chẳng có mẹ như Fiona phải chăm được 5 đứa em, không để chúng đói bữa nào. Tuy nhiên dù bận bịu là thế nhưng cô vẫn tìm ra khoảng trống cho riêng mình ở những câu lạc bộ đêm. Nói chung thì vào nhảy nhót uống nước lọc cũng không tạ tốn lắm. Cơ mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi được sống với nhân cách khác đó, Fiona đã lọt vào tầm mắt của Steve, một anh chàng bảnh dai. Ấn tượng đầu giữa cả hai khá là ba chấm. Khi anh ta xông phi ngăn cản lại kẻ cướp túi sách của Fiona nhưng không thành, sau đó còn ra tay đánh tên bảo vệ ở quán bar vì buông lời xúc phạm cô. Cử chỉ nghĩa hiệp này đã giúp Steve có một vé về nhà của đại gia đình và tham gia vào xuyên suốt mùa phim thứ nhất với vai trò là bạn trai của Fiona. Steve và Fiona giống như hai chiếc nam châm trái dấu. Nếu như Fiona đại diện cho sự trách nhiệm, an toàn và luôn muốn mọi việc nằm trong tầm kiểm soát, thì Steve lại là sự hỗn loạn, mạo hiểm, không ngại lao vào những tình huống bất ngờ. Một cái cờ đỏ di động như Steve là thứ mà con bò chăm chỉ Fiona sẵn sàng đánh cược. Khi tôi nói Steve là một cái cờ đỏ, đó không phải là cách dán nhãn cho một người để định nghĩa họ là loại nên yêu hay không nên. Nó chỉ đơn giản là một loại tín hiệu giống như đèn giao thông, mà màu đỏ báo hiệu cho các cô gái hãy dừng lại và quan sát trước khi có ý định đi tiếp. Steve tên thật là Kakarot, là người của tộc Saiyan. Đùa đấy, tên anh ta là Jimmy. Anh giấu danh tính này với Fiona và tất cả mọi người. Đằng sau cái tên đó là cả một hệ thống các mối quan hệ phức tạp. Ban đầu Fiona còn tưởng Steve là một doanh nhân thành đạt, khi mà mỗi hôm lại tới bằng một con xe sang. Quen được 2 hôm đã gửi hẳn cái máy giặt. Nghe thì cũng hơi tổng tài Guzumpio và cũng hơi động đến lòng tự ái của cô một chút. Nhưng mà ai lại từ chối một gã vừa bảnh dai, dai sức lại còn biết lo lắng đến gia đình của mình. Thế là sau một thời gian đấu tranh nội tâm, Fiona đã cho phép Steve bước vào cuộc đời mình, cho phép bản thân được yêu đương. Nói đến đây thì cũng phải đề cập tới một tình địch khác, đó là anh cảnh sát Tony. Nghề nghiệp thì ổn định, sim lỏ cô đã lâu. Trong một lần khi giận dỗi với Steve, Fiona đã dùng thân thể trong trắng của Tony ra xả bực, khiến anh càng thêm mê mệt cô. Nhưng Tony chưa bao giờ lọt vào tầm mắt của Fiona cả. Tôi nghĩ vấn đề không phải là bad boy ain't good, good boy ain't fun, mà Fiona có nhiều lý do để chọn một người chẳng bao giờ kể với gia đình của mình. Đầu tiên phải đặt vị trí của mình vào Fiona. Cô xuất thân trong một gia đình lá rách đùm bọc nhau, thứ khiến cô cảm thấy thấp kém và nhận nhiều lời đánh giá nếu sánh vai với anh cảnh sát. Thứ hai là sự tự do, như đã biết, một người chị sống như mẹ trẻ với 5 đứa em. Fiona khao khát sự tự do và mới mẻ hơn bao giờ hết. Đó là thứ mà một người gia giáo, quy tắc như Tony không thể đem lại. Nói chung Tony là hình mẫu điển hình cho trai tốt, vừa nớt, vừa không có kinh nghiệm trong tình trường. Đã thế còn hơi mama boy một tí. Khi mà sau cái đêm được crush bóc tem, anh cảnh sát này đã về khoe ngay cho mẹ để bà ngỏ ý mời Fiona tới nhà mình ăn cơm, trong khi cả hai vẫn chưa xác lập mối quan hệ. Tất nhiên thì good boy không có gì sai, chỉ là người như Fiona nghĩ bản thân mình không phù hợp với người như vậy. Cỏ dại thì sao dám với tới mây. Cơ mà cỏ thì cũng có nhiều loại, vài loại thì giúp ta lên mây được. Và rõ ràng một người đang quần quật chăm sóc gia đình sẽ muốn lao vào tình yêu với một người trải đời và có khả năng thấu hiểu như Steve.
Người ta bảo phụ nữ yêu đúng người thì không cần trưởng thành. Và đó là cảm giác của Fiona khi cô ở bên cạnh Steve. Nhưng cũng không phải có thử thách gì. Sau cái đêm cuồng nhiệt cả hai đã có ở trong căn bếp nhà Fiona, Steve đã quay lại để đòi hỏi một mối quan hệ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, Fiona nói không. Cô đâu có muốn cuộc sống đang vất vả để tồn tại như này bị vướng vào một biến số khó lường mang tên là tình yêu. Còn Steve thì nhận ra dấu hiệu xù lông tự vệ của con mồi thì anh cũng không muốn cố tiến thêm, thay vào đó là tạm thời rút lui để cho người phụ nữ tự lập này có khoảng trống cho cái tôi của mình. Tin tôi đi, nếu bạn đang muốn tán tỉnh một cô gái mạnh mẽ và độc lập như Fiona, hãy xem phim và học cách Steve đang chinh phục cô nàng. Hoặc không thì có thể rủ cô ấy vào group phim này hay phết, nơi chúng tôi bàn về phim ảnh và những thứ xoay quanh môn nghệ thuật thứ bảy. Bàn luận xong mà có tặng thêm quả áo hay figure bên chùm cuối và chùm figure thì ai mà lại không thích. Link group và link mua hàng chúng tôi để dưới phần mô tả. Quay trở lại với bộ phim, con người dù rắn giỏi tới đâu thì cũng có những giây phút yếu lòng. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc và đúng nơi, bạn sẽ trở thành đúng người. Chúng ta thấy Steve thường xuyên xuất hiện ở nhà Fiona, không phải cái kiểu tan tầm nhá nhem anh phóng qua rủ em đi ăn kem rồi khi chúng ta vui vẻ với nhau xong ta sẽ trả em về với hiện thực. Thay vào đó, anh tới nhà Fiona ngay từ sáng sớm và chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa nhỏ. Việc này vừa không khiến thời gian biểu của Fiona bị xáo trộn, mà lại vừa có thể xây dựng quan hệ giữa anh và những người con nhà Galafer. Khi Steve nghĩ mình là một thành viên trong gia đình, anh đã có một vài hành động có hơi thái quá và lạm quyền. Đỉnh nhất trong số đó là pha đưa ông bố Frank qua tận Canada, vì anh nghĩ rằng thằng cha báo đời này chỉ làm khổ con cái, lúc đi thì lấy tiền, lúc về lại báo nợ. Theo góc độ người xem thì có thể hiểu việc đó sẽ giúp gia đình Fiona bớt gặp rắc rối, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Đối với Fiona nói riêng và cả gia đình Galafer nói chung, họ chẳng có gì, nhà đang ở không phải sở hữu, tiền thì chưa bao giờ là đủ, thứ duy nhất mà họ có chính là gia đình. Một khi giá trị này bị phá vỡ thì sẽ không còn nhà Galafer. Nước đi này của Steve suýt chút nữa đã khiến mối quan hệ giữa anh và Fiona chấm dứt. Trước khi biến cố thứ hai xảy ra để khiến đôi ta xa nhau mãi mãi, thì hãy đổi gió một chút sang câu chuyện của những người anh em khác trong nhà Galafer. Về cơ bản thì cũng bất ổn không kém. Đầu tiên là người anh hai Liv, tên đủ là Philip. Cậu được giới thiệu là một người cực kỳ thông minh, kiếm tiền bằng việc viết các bài luận hoặc đi thi hộ các học sinh khác. Việc này sau một thời gian đã bị một giáo sư kiêm giám thị bắt được. Bởi ở cái trường khỉ ho cò gáy học sinh 3 môn 9 điểm này, lòi đâu ra nhiều thủ khoa như vậy đâu. Thay vì tố cáo với hội đồng nhà trường, ông ta mở cho cậu một con đường là cậu sẽ vào đại học, sử dụng học bổng và các khoản vay để trang trải chi phí. Có gì khó khăn thì ông sẽ giúp đỡ. Nếu may mắn, vào năm 30, cậu sẽ trở thành CEO, có thể lấy một người vợ giỏi giang gốc Á hoặc cặp kè với diễn viên đóng Aquaman. Nói chung là cơ hội đổi đời. Đó là câu chuyện xa vời. Còn trước mắt, Liv chỉ nhìn thấy Karen. Karen là trên tình bạn dưới tình yêu của Liv. Bố mẹ của Karen tuy chỉ có mình cô, nhưng nội bộ cũng bất ổn không kém. Mẹ Karen là bà Scheller. Bà mắc hai chứng bệnh hiếm gặp. Thứ nhất là sợ bẩn. Tất cả khách khứa vào nhà cần phải để giày dép của họ vào túi ni lông. Thực ra điều này khá bình thường ở châu Á, ngoài việc bà phải đeo găng tay trước khi bế một đứa da đen. Thứ hai là bệnh sợ không gian rộng, hay với tên khoa học là agoraphobia. Căn bệnh này khiến bà không dám ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Nó nghiêm trọng đến mức dù có được đeo kính thực tế ảo để đi chạm cỏ online, thì Scheller khi thấy cảnh vật bao la trước mắt, bà vẫn vãi đái ra quần. Đó là vấn đề của bà. Thế còn cô gái xinh đẹp Karen, giống như các cô cậu tuổi vị thành niên, Karen phát triển những ham muốn về thể xác nhưng gấp 10 lần mấy đứa khác, và cô cũng chẳng có ý định muốn kiềm chế cái bản năng nguyên thủy này. Dù là với cậu bạn thân Liv hay người em trai Ian, sự phóng khoáng này đã dẫn tới những câu chuyện 18 cộng vô cùng hay ho. Ý tôi là hay với người xem. Chứ đặt vào hoàn cảnh của bố cô khi tận mắt chứng kiến con gái mình đá trứng cút cho một thằng danh giữa phòng khách, ở bên dưới chiếc bàn mà gia đình tối nào cũng ngồi bên nhau, thì không biết chui vào cái lỗ nào mới hết nhục. Spoil trước là sau ông này có chui xuống lỗ thật, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Quay lại với Liv, cậu được xây dựng là một người thông minh và độc lập. Cậu tin và làm mọi thứ theo suy nghĩ của bản thân. Đối với mọi người, cậu trông có vẻ như một gã không quan tâm thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đến những người khác trong gia đình. Ngoài Fiona ra thì Liv là người nói chuyện với Steve nhiều nhất. Cậu cần phải chắc chắn gã đàn ông này không có ý xấu khi tiếp cận chị gái mình. Với Ian, khi Steve phát hiện ra thằng em mình gay, bằng cuốn tạp chí mát mẻ của nó giấu dưới ga giường. Sau đó, cậu đã tìm đến Ian ở những nơi riêng tư chỉ có hai người để tâm sự. Dĩ nhiên không phải kiểu anh tôn trọng xu hướng tính dục của em và em nên tự hào về điều đó, mà là kiểu anh không thể tin là chú lại có thể nối liền hệ bài tiết và hệ tiêu hóa lại với nhau. Chuyện đó nghe cũng kỳ cục thật, nhưng cũng giống như việc người ta dùng phổi để lọc khói thuốc. Hay yêu một người chẳng bao giờ cho ta xuất hiện trên story. Anyway, câu chuyện mà Liv phải giải quyết trong mùa 1 là mối quan hệ của cậu với cô bạn Karen. Như đã nói, Karen là một cô gái nốn lừng toàn thời gian. Có thể nói Karen là hình ảnh đối lập với Liv nói riêng và những đứa trẻ nhà Galafer. Cô có một gia đình đầy đủ cha mẹ, một mái ấm an toàn. Mẹ cô, bà Scheller, ngoài việc không bao giờ bước ra khỏi cửa thì là một người phụ nữ sống tình cảm, thích nấu ăn và chăm sóc cho chồng con. Con cha cô tuy là một người có vẻ gia trưởng và sùng đạo thái quá, nhưng vẫn làm tròn bổn phận của một người cha chứ không như Frank nát rượu. Dù với bản lề ổn định là vậy, nhưng càng về cuối mùa Karen lại càng trở nên đổ đốn. Đó có thể là ví dụ về một hình mẫu cá nhân hoặc là gia đình. Nhìn từ ngoài vào thì ổn, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Karen có một vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu. Chuyện học hành ở trường cũng rất tốt. Phần lớn thời lượng ta được thấy Karen sánh vai cùng Liv. Mối quan hệ của hai bạn trẻ này có thể được coi là friend with benefit.
Chuyện cô đồng ý đá trứng cút cho em của Liv và Ian ngay giữa nhà thì có thể tạm coi đó là tinh nghịch tuổi trẻ, hay là tạo nét chấm phá cho bộ phim trở nên điên rồ hơn. Nhưng cái nghịch ngợm đó lại bắt đầu đi hơi xa khi Karen gạ gẫm lão già Frank, người vừa đáng tuổi ba mình mà lại còn là ba của đứa bạn thân. Nói qua thì Frank già sau khi được bố Karen tâm sự ngoài quán rượu đã chớp lấy thời cơ để đến an ủi bà vợ Sheller. Và sau một tai nạn có sắp xếp, Frank ở lại nhà này ăn ngủ nghỉ luôn. Sự xuất hiện của Frank khiến ông Jackson khó chịu ra mặt, nhưng ông ta chẳng thể làm gì vì đang đứng ngược phía với hai mẹ con. Vậy nên đành cố chịu đựng ngủ dưới tầng hầm, để lại phòng ngủ cho vợ mình cùng một thằng ất ơ khác. Frank thì chỉ nghĩ mình sẽ thay thế vị trí của ông Jackson, nhưng Karen lại nghĩ khác. Có một sự thu hút kỳ lạ nào đó đến từ lão già râu ria này, hoặc là cả hai mẹ con cô đều có gu đàn ông giống nhau. Bắt đầu bằng những cái mút thìa vô thưởng vô phạt, rồi dần rõ ràng hơn khi Karen cố tình để Frank lấy chiếc quần lọt khe hồng Barbie kèm một ánh nhìn hư hỏng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong một lần Frank lỡ bước vào phòng tắm khi đang có Karen ở trong, cô đã không ngần ngại khoe thân mình cho ông chú, thậm chí còn đùa giỡn khiến lão già với 6 đứa con phải đỏ mặt ngượng ngùng. Nếu bạn nghĩ đó là hành động chấm hỏi nhất mà cô có thể làm để có thể phục vụ cho cái gọi là nhu cầu khám phá bản thân, thì biên kịch Shameless gọi đó mới chỉ là đoạn setup cho một cú cao trào vào cuối mùa. Trước hết hãy nói đến nguyên do Karen chuyển từ phong cách gái nhà lành sang tay chống của ban nhạc rock metal. Chuyện là Frank đã phải trở về nhà để giải quyết việc với vợ cũ. Khi đó gia đình này cần một người đàn ông và Eddie đã quay trở lại. Sau khi làm lành với hai mẹ con, ông mời bình rượu mơ cùng mình đến một hoạt động của tổ chức công giáo mà ông đang tham gia, có tên là Vũ hội trong trắng. Đây là nơi mà các ông bố sẽ dẫn con gái mình tới, cho chúng chia sẻ về bản thân, từ đó khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên khăng khít hơn. Các bạn nữ khác thì có chia sẻ về trải nghiệm của bản thân, như việc bị bạn trai động chạm hay hôn hít gì đó. Cơ mà đến lượt Karen, cô kể một mạch các chiến tích của mình. Nào thì học kèn năng khiếu từ năm 13 trong một ban nhạc có tới 3-4 người, cho đến trải nghiệm bước vào đời khi lớp 8. Mấy câu chuyện đó khiến tất cả các bạn và ông bố xung quanh ngượng chín mặt. Còn Eddie thì chửi thẳng mặt đứa con gái của mình là một con điếm. Sau khi bị bố mình xúc phạm, Karen về nhà, xuống căn hầm và đập phá đồ đạc của ông. Những ngày sau, cô không tới trường. Thay vào đó, Karen thay đổi bản thân. Ban đầu thì chỉ là xỏ khuyên mũi, vài hôm nữa thì chuyển qua cắt tóc và ăn diện như God Girl. Thậm chí cô còn xăm hẳn chữ điếm lên tay. Và trong cái trạng thái cái tôi cao ngất đó, Karen đã làm một việc tây đình, đó là hấp diêm Frank trong khi lão già này đang say xỉn, và quay lại toàn bộ quá trình rồi gửi cho toàn bộ danh sách bạn bè, trong đó có cả ông bố Eddie của mình, thống nhất với nhau. Dù Karen có xinh đẹp và trẻ trung, còn Frank thì già và xấu xí, thì việc cưỡng chế quan hệ vẫn là một việc sai trái và vi phạm pháp luật. Sau khi đoạn phim đó được phát tán thì cả hai ông bố đều đã nhận được nhân quả của mình. Frank thì bị líp từ mặt, nói thô ra là đái từ cửa sổ vào mặt. Còn Eddie sau khi xem được hàng nóng do con gái sản xuất và nhận ra thằng già Frank vừa nghèo vừa xấu đã ngủ với cả vợ lẫn con gái mình, thì đã tự đào ra một cái hố để chui xuống. Ở cuối phần 1, sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Karen là tình yêu, Liv quyết định tha thứ cho cô và cả hai người lại ngồi bên cạnh nhau, giống như cái kết của mấy podcast chữa lành. Nếu bạn cảm thấy chuyện tình giữa Liv và Karen có hơi xa rời thực tế, thì người em trai Ian của cậu yên lành hơn rất nhiều. Được đào tạo trong quân ngũ, nhưng Ian luôn toát ra một vẻ rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Hầu như mỗi lần máy quay lia đến Ian, ta đều thấy cậu cười. Đó là một chàng gay dễ mến. Vấn đề là Ian phát sinh tình cảm với Cash, một người đàn ông đã có vợ con. Cash là chủ tiệm tạp hóa nơi Ian làm thêm. Anh ta nhận ra mình thích đấu kiếm sau khi đã lấy vợ, và thế là Cash làm tình với cậu nhân viên dưới tuổi vị thành niên mà mình thuê. Cash không những là một người chồng, người cha tồi, anh còn hèn vãi đái khi để một thằng trai trai vào cửa hàng ăn trộm đồ hết lần này lần khác, sau đó thì tự bù tiền mình, hoặc là nhờ Ian đi mua đồ để bù vào trước khi bị vợ phát hiện. Tất nhiên chuyện đó chẳng giấu được lâu, ý tôi là chuyện để ăn trộm đồ. Thế nên chị vợ đã lắp đặt camera ở khắp các ngóc ngách trong cửa hàng. Đôi bạn trẻ và ông chủ này thì nghĩ có thể tóm tem được ở các góc chết, nhưng trong quá trình xâm nhập, do Ian đẩy mạnh quá nên làm lệch camera, kết quả là chị vợ bắt quả tang đẩy xe bò. Tuy nhiên chị vợ không bắt chồng ký giấy ly hôn, vì anh chị còn đang có với nhau hai đứa con, và lại cô là phụ nữ theo đạo Hồi. Thế là chị vợ giao kèo, giờ anh cho chị thêm một đứa nữa, sau đấy thích làm gì thì làm. Kịch bản ấy đẹp, nhưng mà mối tình sắp đặt lại khiến Ian mất đi hứng thú, để rồi hoàn cảnh đưa đẩy đi theo một lối khác. Chuyện là chị vợ đưa cho chồng một cây súng để cảnh cáo cái thằng ất ơ kia, nhưng Cash lom dom quá nên đã mất cả đồ lẫn súng vào tay thằng này. Thằng ăn cắp là Mickey. Mickey là anh trai của Mandy, bạn cùng lớp của Ian. Nói qua một chút về mối quan hệ lòng vòng này, trong một lần đứng ra bảo vệ cho Mandy thì cô này đã đem lòng mến Ian. Cơ mà Ian không thích con gái nên đã từ chối. Mandy không chấp nhận được điều đó nên đã nhờ ông anh đến đánh Ian. Thế nên cái thằng Mickey này gây thù với cả Ian lẫn Cash. Quay trở lại, sau khi Cash bị Mickey cướp súng, Ian đã tới tận nhà Mickey, cầm theo hàng nóng để răn đe. Cơ mà chả hiểu hai anh vật nhau kiểu gì, được 5 phút thì quần áo đã lột sạch. Hóa ra tay Mickey này cũng gay. Và rồi Ian chuyển qua yêu Mickey thay vì người đàn ông đạo Hồi đã có vợ. Những ngày sau, Mickey vẫn ghé tới quán tạp hóa, nhưng không phải để ăn trộm đồ, mà tới để nếm trái cấm của con trai nhà Galaffer. Cuối mùa vì một sự kiện bất ngờ mà cả nhà đã đi xét nghiệm ADN. Bất ngờ đứa em út Liam da đen lại là con ruột của Frank và mẹ bọn nhỏ. Còn Ian thì không, cậu là kết quả của mẹ mình với ông anh của Frank tên là Clayton.
Nhà của Clayton thì khá giả hơn nhiều. Chắc chắn ông bác sẽ mất một khoảng thời gian để giải thích với vợ, rồi kiểu gì ông ta cũng sẽ có trách nhiệm với Ian và trao cho cậu một cuộc sống ấm no hơn bây giờ. Nhưng như đã nói từ đầu, các thành viên trong nhà Gallagher không có gì ngoài tình cảm gia đình. Vậy nên Ian đã từ bỏ bố ruột để trở về với các anh chị em của mình. Nếu như câu chuyện của ba người anh chị lớn đã thể hiện được các góc độ khác nhau của tình yêu, thì những đứa nhỏ lại chinh phục người xem bằng sự trong sáng, nghịch ngợm nhưng không kém phần ý nghĩa. Điển hình là cô em gái Debbie. Theo lời từ chính Frank, Debbie như một thiên thần được Chúa giáng xuống. Dù chưa kiếm được tiền nhưng vẫn tích cực kêu gọi quyên góp, rồi đóng góp cho UNICEF quanh năm. Debbie luôn nhìn thấy ánh sáng trong mỗi con người, cho dù đó có là Frank. Mỗi lần ông vác cái xác say khướt về nhà, cô bé đều lấy gối chăn cho bố, cho dù có là giữa đêm. Nhưng đây là Shameless và gia đình Gallagher vẫn biết cách báo theo cách của mình. Và một buổi sáng đẹp trời, cô bé Debbie có đi dạ và trông thấy một gia đình đang mở tiệc cho đứa con của họ. Vì ghen tị thằng cu được chơi với bố trong khi mình thì không, nên Debbie bắt cóc nó về để chơi cùng. Dù sớm phát hiện ra tác phẩm mà cô gái mang về nhà, Fiona vẫn phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn trả. Bởi vì gia đình đó đã báo cảnh sát rằng con mình bị mất tích. Nếu cứ thế bế về nhà, gia đình Gallagher sẽ bị bên dịch vụ gia đình hỏi thăm. Lần cuối họ đến đây, mỗi thành viên đã có một gia đình mới. Thế là chị cả tập hợp tất cả mọi người để cùng phối hợp lại với nhau để đưa thằng cu về nhà mà không ai bị liên lụy. Tới lúc này thì bộ óc thiên tài của Lip bắt đầu vẽ ra một kế hoạch. Đầu tiên, cậu em Cao nghịch ngầm sẽ tới bốt điện thoại ở gần cửa hàng tạp hóa, gọi cho cảnh sát báo rằng đã tìm thấy một đứa bé lang thang một mình vào một tiếng trước. Để tăng độ đáng tin thì Kevin, anh bạn hàng xóm làm một quán bia, sẽ mang câu chuyện về thằng nhóc mặc áo siêu nhân ra buôn với khách. Tiếp theo là Fiona và Steve, hai anh chị phải làm một việc rất khó khăn là thuyết phục Debbie nói dối với cảnh sát rằng cô bé không bắt thằng cu này về nhà, mà thực chất là thấy nó đi lang thang. Sau đó chính Debbie đã dẫn nó về nhà để khớp với những gì mà Cao đã thông báo với cảnh sát. Bước cuối cùng là vận chuyển và cháo hàng. Nhóm của Fiona và Debbie sẽ gặp nhau tại một điểm hẹn, chính là cung đường mà mọi người đã khai với cảnh sát rằng đã tìm thấy thằng cu. Lý do phải làm vậy vì không thể để cho hàng xóm thấy. Debbie và thằng bé đó đi ra từ nhà Gallagher. Kế hoạch diễn ra một cách suôn sẻ. Trong khi gia đình nhà kia đang cuống cuồng trước sân, thì Debbie dẫn tay con họ lững thững về nhà. Dù vậy, cô bé vẫn bị triệu tập lên đồn cảnh sát để lấy lời khai. Và cô con gái nhà Gallagher đã nói dối cực kỳ mượt, y như kịch bản đã được biên sẵn. Và một lần khác, khi tổ chức an sinh xã hội có ghé qua gõ cửa nhà Gallagher, họ nghi ngờ mấy chị em đã chiếm đoạt căn nhà này. À thì đúng là căn nhà họ đang ở không phải của Frank, mà là của dì lão tên là Ginger. Bà thì không có con cái nên đã kêu mang cả nhà Gallagher. Trong một lần tổ chức tiệc tùng, do kẻ hơi dày nên bà ta đã có một vé lên thiên đường. Để giữ lại căn nhà cũng như bú tiền an sinh xã hội thì Frank đã giấu nhẹm cái chết đó đi, rồi điền vào các loại giấy tờ là bà ta đang ở viện dưỡng lão. Lần này khi có nhân viên bên an sinh tới, họ yêu cầu Fiona phải dẫn bà Ginger về để xác nhận lại cũng như trao tận tay số tiền trợ cấp đợt này. Tất nhiên người bên an sinh không chấp nhận liên lạc qua điện thoại, email hay cầu cơ, nên mọi người phải tìm ra một bà Ginger khác để đóng giả. Việc này cũng không khó lắm, chỉ cần tới viện dưỡng lão lựa tạm một bà cụ bị Alzheimer là xong. Dĩ nhiên là ăn trộm. Mọi chuyện thế mà suôn sẻ ngoài mong đợi. Cụ khi được đưa về nhà thì hòa tan ngay trong không khí gia đình cùng con đàn cháu đống, nhất là với Debbie, bởi cả hai đều có đam mê nấu nướng cho người thân. Để tăng thêm phần thuyết phục, cả nhà đã làm vài bồ với cụ rồi gắn lên các khung ảnh ở phòng khách. Sáng hôm sau, khi nhân viên an sinh xã hội quay lại, bà ta đã chuẩn bị một bộ câu hỏi 200 câu để lật tẩy những kẻ nói dối tài ba nhất. Nhưng lại không ngờ người ngồi trước mặt mình lại là một bà lão đãng trí, ăn nói lung tung. Thế là đành ngậm ngùi gửi lại chi phiếu và rời khỏi nhà Gallagher. Sau khi nhận được tiền trợ cấp, mọi người đưa trả bà lại viện dưỡng lão. Người đau lòng nhất lúc này là Debbie. Cô bé ngỡ gia đình đã có thêm một thành viên, nhưng đáng tiếc là nhà nghèo thì không có đủ khả năng nuôi thêm một miệng ăn. Và viện dưỡng lão sớm muộn cũng sẽ rà soát lại số học sinh của mình. Câu chuyện của Debbie khiến chúng ta tin vào tục ngữ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ý tôi không phải là tỏ thái độ vô ơn với gia đình đã nuôi nấng mình, cơ mà ngoài Debbie ra thì ai cũng dơ thật. Và dơ thì cũng có nhiều loại, có loại người ta ngoài mặt chê nhưng cho thì vẫn húp. Còn có loại dơ mà không ai dám động vào, đó chính là kiểu của Cao. Nếu như Debbie có hơi cụ non thì Cao giống như một đứa trẻ 3 tuổi trong thân xác của học sinh cấp 1. Việc đó khiến nó chưa đủ điều kiện để làm những việc mà mình nghĩ ra trong đầu, như là kêu mang động vật ở ngoài đường, rồi giải phẫu chúng trên gác mái, hoặc là có niềm đam mê với đồ làm bếp tới nỗi cố gắng đút mọi thứ vào bên trong, từ mấy con siêu nhân bằng nhựa cho tới người bạn cá vàng mà nó đang nuôi. Nếu Cao chỉ nghịch ngầm với lũ động vật hay là đồ chơi thôi thì sẽ không đến mức bị đuổi khỏi trường học. Chuyện là ở trường, cậu bé thường xuyên bắt nạt và đánh đập bạn học, đến mức đích thân thầy hiệu trưởng đã phải triệu tập gia đình lên để đón cháu về. Người đủ trách nhiệm pháp lý lúc này chỉ có bố nhóc là lão Frank, nhưng ngoài sự vô trách nhiệm với con cái ra thì lão cũng vô cùng sợ đến trường học. Thế là cho dù đã đưa cả chị cả, anh hai các kiểu đến giám hộ thì hiệu trưởng vẫn không chấp nhận, cho đến khi Steve ra tay. Với sự nhanh nhạy của mình, anh quan sát một lượt và nhìn ra đồ chơi ông hiệu trưởng trưng trong văn phòng. Đó là món đồ chơi của một ban nhạc indie nổi tiếng từ xưa nhưng đã tan rã. Quả nhiên khi hai người đàn ông ngồi nói chung về sở thích rồi lại còn nghi ngút trong làn khói thảo dược thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết. Cứu được Cao khỏi bị đuổi học, mọi người về nắn chỉnh lại thằng bé. Và bất ngờ thay, để dạy dỗ một đứa trẻ bất thường, nghịch ngầm lại khó bảo như Cao, mọi người không dùng bạo lực, càng không dùng những từ ngữ mạnh
mạnh mang tính răn đe dạy bảo. Như lời của Fiona nói với những đứa em của mình: bọn chị yêu em và cần em trong gia đình này và ngôi nhà này. Nếu muốn mấy đứa trên trường khóc lóc, thay vì choảng vào đầu và cắn xé, em có thể đồn đại và vu cáo trong nó. Cứ thêm chữ nghe nói hoặc là bạn tao bảo. Kiểu gì cộng đồng mạng cũng đứng về phía em. Còn nếu như muốn động chân động tay, Khao có thể đi cùng các anh tới khu phế liệu. Ở đây tha hồ mà đập phá. Còn muốn cảm giác thật thì hãy gia nhập câu lạc bộ karate. Có đá gãy chân thì cũng chỉ là tai nạn. Rõ ràng là các anh chị em đều hiểu Khao, thằng nhóc không phải là người xấu, chỉ là nó thể hiện ra tình yêu thương hơi khác với các bạn cùng trang lứa thôi. Và trong đại gia đình này chỉ còn lại một người con, bé Liam. Chưa bao giờ màu da đen của thằng bé là vấn đề trong cái nhà này. Kể cả một người tồi tệ như Frank, ông ta vẫn hiểu trẻ con thì không có tội. Nên khi vợ cũ rứt áo ra đi, ông đã cứu mang thêm thằng con trái màu với mình. Có thể thấy giá trị gia đình trong nhà Gallagher đã vượt qua sự khác biệt về máu mủ. Cái vấn đề mà biết bao gia đình dòng tộc lắm tiền nhiều của nước ngoài vẫn đang nhức đầu. Ở cuối phần, vợ Frank hay mẹ của lũ trẻ quay trở lại để đòi gia đình của mình chia cho thằng út, chính là Liam. Bà ta muốn cùng partner mới của mình chăm sóc cho thằng bé. Lý do không đẻ thì các bạn nhìn là biết. Để giữ lại Liam thì Fiona cần lấy lại quyền giám hộ từ tay cha mẹ nó. Theo luật của liên bang thì thu nhập của cô cần phải đạt ít nhất là 32.000 đô la một năm để cưu mang 5 đứa trẻ. Nhưng Fiona lại chỉ có 1/6 chỗ đó. Còn thằng bố nó thì muốn đẩy nó đi để lấy được tiền hòa giải. Vậy là chẳng còn cách nào mà Fiona có thể giữ lại Liam. Thế nhưng cho dù có là một người mẹ tồi, thì Monica khi chứng kiến đại gia đình nhà Gallagher mất đi một mảnh ghép, cũng phải mủi lòng mà đành để lại Liam. Có lẽ chính bà cũng hiểu được gia đình không phải là những người có chung huyết thống. Gia đình là những người luôn yêu thương đùm bọc nhau bất kể lý do gì. Nhân văn thế là đủ rồi. Shameless sẽ không thể là Shameless nếu như thiếu đi được linh hồn của nó. Frank là sự hỗn loạn, là sự tự do, là vô trách nhiệm, là ích kỷ, là một người bố tồi. Nếu chị Thùy Minh hỏi đồ uống của ông nói gì về con người ông, thì câu trả lời chắc cũng giống với thứ Frank cầm lên hoang đảo. Nếu gạt phăng giá trị đạo đức sang một bên, Frank là một nhân vật thú vị nhất. Dù chả có công ăn việc làm gì, Frank vẫn là khách quen của quán rượu trong vùng. Bằng cách khai thác lỗ hổng trợ cấp của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, Frank có tiền trợ cấp thất nghiệp do tai nạn lao động. Nếu khoản đó còn chưa đủ, ông sẽ đi vay tín dụng. Khi tên của mình vào danh sách đen, bố già sẽ dùng tiếp tên của các đứa con và còn đủ các loại trợ cấp từ người dì quá cố, từ vợ, vân vân mây mây. Tới khi các khoản đó cạn kiệt thì Frank thà nghĩ tới việc xin vào một công việc nguy hiểm, rồi dàn xếp cảnh tai nạn lao động và hưởng số tiền khổng lồ từ bảo hiểm, còn hơn là phải vác xác đi làm, thậm chí là đi ăn xin. Đó là cách Frank giải quyết vấn đề về tiền bạc. Chuyện nuôi con tôi xin vắng mặt, chứ có chai bia bạn gọi pha tồi đến ngay. Frank không bỏ lỡ bất kỳ một cuộc vui nào. Cái năng lượng tiệc tùng của ông có thể khiến mấy tay MC Hype trở thành lũ hướng nội. Những trải nghiệm của ông phải trả giá bằng tiền bạc và xương máu. Những câu chuyện của Frank nghe như một lãng khách hành tẩu tứ phương. Chỉ cần có chút rượu vào, mọi bi kịch biến thành một mẩu chuyện hài. Nghe ông ta kể về lý do nhận được trợ cấp khuyết tật. Chuyện là vào cái lần Frank đang cống hiến cho công ty thực phẩm ở lò mổ, đang say sưa với công việc, không hề mảy may, thì từ đâu ra một con gà không đầu lao thẳng đến sườn của lão. Thế là từ đó Frank thất nghiệp. Frank không từ chối mình là một thằng khốn nạn. Khi nghe thấy Eddie, kẻ vừa đấm mình hôm trước, kể về hoàn cảnh gia đình ông, rằng con gái thì mất dạy, vợ lại đa dâm, thế là Frank được fan đục nước bèo cò. Ban đầu là lấy lý do an ủi bà Scheller vì sự cố giữa con của đôi bên, sau đấy xin luôn tắm nhờ trong cái bồn nước nóng cùng một ly bia. Đến khi bà hàng xóm tới để đưa cho quần áo khô thì lão cố tình để chiếc khăn tắm rơi xuống, lộ ngay hai hòn trái cấm. Nếu xinh đẹp là một cái tội thì hôm nay cho phép tôi được làm công tố viên mà bắt em vì tội vơ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Sự hư hỏng của Karen không tự nhiên được sinh ra, mà được thừa hưởng từ chính người mẹ của mình, đó là bà Scheller. Frank bị còng hai tay vào giường. Trong khi ông đang run rẩy nghĩ từ an toàn, thì một con ca rủ to bằng cổ tay đã tiến ngược vào hệ tiêu hóa của gã nghiện rượu. Đổi lại, Frank có một chỗ để ra vào bất cứ lúc nào, nuôi cơm ba bữa. Vậy đối với lão vẫn còn tốt chán so với việc đi làm. Của tốt dùng chung, của lung tung dùng tạm. Frank sớm trở thành mục tiêu của cô con gái Karen. Cho dù nhiều lần bị quấy rối một cách táo tợn, dám cá nếu đổi ngược chiều lại, người quấy rối là Frank thì bộ phim sẽ bị lên án. Sau sự cố không đáng có với Karen, Frank đã thực sự cảm thấy có lỗi. Ông đứng trước cửa cầu xin sự tha thứ của Lip, nhưng thứ ông nhận lại chỉ là một bãi nước đái ấm nóng. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi ta thấy lão sống đúng vai một người cha. Tất cả thành viên trong nhà Gallagher, họ không phải những mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau hay dành cho bất cứ một gia đình nào. Mọi người chỉ đơn giản là một tập thể, quan tâm chăm sóc và giúp đỡ mỗi khi có người gặp chuyện. Ngoài gia đình Gallagher ra, trong phim còn có đôi trẻ vui tính luôn nồng lửa tình Kevin và Veronica, hay các nhân vật phụ cùng tình tiết hài không kém. Các bạn vẫn nên trực tiếp xem phim vì đây có lẽ chỉ là khoảng 20% những thứ thú vị trong Shameless mà thôi. Còn bây giờ, tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.